Nhà có được sự an vui chan hòa, bếp luôn nổi lửa, gian nhà bếp luôn sạch sẽ ấm cúng, gia đình ăn trong tiếng cười, đó chính là một gia đình có phúc khí, luôn được thần bếp gia hộ. Dù nhà bạn có hay không có bàn thờ ông Táo, thì ông Công ông Táo là những vị thần cai quản thiện phước của mỗi gia đạo. Mọi tội nghiệp phước thiện của cả gia đạo đều được ghi nhận. Dịp này để chúng ta soi xét lại bản thân, cúng trả lễ để nương vào các vị thần. Nương vào bề trên xin gia hộ cho năm sau. Việc cầu xin thần Phật hay cầu xin một người nào đó ví như một sự vay mượn. Một hơi hít vào là đã vay mượn cái không khí ở cõi ta bà này rồi. Tuy nhiên các bạn nên biết, khi vay mượn phước lành cũng cần xem lại bản thân của mình có đáng để người khác ban phước hay không. Sau khi nhận được điều lành, có biết ơn, có trả lễ. Bạn mượn tiền một người khác, không đúng hẹn, không biết ơn, chắc chắn sẽ khó lòng có lần sau. Việc cúng ông Táo là để trả ơn lẫn cầu xin những điều lành. Trong các bài khấn vái, Khải Toàn luôn hướng người cúng tự khai thị cho mình. Ví dụ, con phát nguyện nghĩ lành nói lành, làm lành tránh ác, xin ơn trên gia hộ. Dù bếp nhà bạn có bài vị hay không có bài vị, đều có vị thần cai quản hòa phúc của cả gia đình. Để biết được một ngôi nhà có sinh khí hay không, chỉ cần nhìn vào gian nhà bếp. Nhà có bếp mà không nấu nướng, khó lòng khó được sự êm ấm lâu dài. Bếp mang lại hỏa khí, bếp không chỉ sinh khí, mang lại sinh khí cho cả ngôi nhà, mà bếp còn là nơi chủ quản dạ dày của cả gia đạo. Bếp là một trong ba đề mục quan trọng nhất trong phong thủy nhà ở. Cúng kiến hay cung dưỡng là cung cấp dưỡng nuôi cho thế giới bên kia và cho cả tâm người cúng. Cúng không sát sanh, cúng trong tâm thành thì cúng ít được nhiều. Để ông Táo hay ơn trên gia hộ, trong đời sống hàng ngày chư vị nên mở rộng tâm lượng càng lớn thì phước báo càng lớn, tâm lượng lớn luôn mở lòng giúp người, luôn tìm được sự an vui, ơn trên sẽ gia hộ mọi ước nguyện của chúng ta. Khải Toàn kính chúc các vị được nhiều phước lành, cúng kiến trong tâm thành. Mời các vị xem bài cúng, bài khấn và bộ giấy cúng tại website của Khải Toàn hoặc là trên kênh YouTube Khải Toàn Phong Thủy. Cúng giao thừa đêm 30, nếu hiểu ý nghĩa có thể mang lại phước tự mình giảm nghiệp. Để việc khấn nguyện cầu xin được biên dung trong đời sống hàng ngày, dành một ít thời khóa tự tu dưỡng tâm tánh, làm lành tránh ác, tự làm hộ pháp cho chính mình, tự bồi phước huệ cho mai sau, đó chính là hạt giống quang minh. Cúng đầu năm rất quan trọng vì sẽ ảnh hưởng đến cả năm. Tuy nhiên, nếu ngày ngày phát tâm sống thiện, ngày ngày đứng trước bàn thờ khấn nguyện những điều lành thì năm nào cũng là năm lành. Thời khắc chuyển giao năm, bỏ lại hết những chuyện cũ, gồm cả chuyện không vui hay là cả chuyện vui. Không tham luyến những gì đã xảy ra, đã tức thân thành Phật, đã tự cho mình sự an lạc. Ý nghĩa đêm 30 cúng vào đêm giao thừa nhằm để xua tan đi những chuyện cũ, những chuyện không may của năm trước đã qua. Thay vào đó chúng ta khấn nguyện cho một năm mới được ngập tràn niềm vui, đạt được những thành tựu cho năm sau. Để được như thế, không chỉ mỗi đêm 30 Tết, mà trong đời sống mỗi ngày ta cần tu dưỡng tâm tánh, cần làm lành tránh ác, cần khấn nguyện những điều lành mỗi ngày. Đó chính là linh đơn kỳ diệu, vì ngày ngày huân tập điều lành vẫn hơn một ngày đêm 30 Tết. Ngoài bộ giấy tiền cúng và xính lễ, thì bộ hình thế rất quan trọng. Nhà có bao nhiêu người, nam hay nữ, lớn hay bé, già trẻ, mỗi người một bộ, ghi họ tên ngày sinh của mình vào sẵn. Khải Toàn khuyên chư vị nếu có thể nên cúng chay. Xính lễ của mình như thế nào tùy vào vùng miền, tùy vào tâm thành. Xính lễ như thế nào chỉ là hình thức, tâm thành là báo vật khi cúng kiến. Nghi thức và hình thức cúng đêm 30 Tết xua đi những điều không hay, xua đi những điều không lành của năm cũ, khấn xin phước lành vào năm mới. Tuy nhiên, về hình nhân thế thân sẽ nhận giúp ta những gì không lành. Nghi thức cúng đêm 30 Tết này cầu xin lòng từ bi của Quán Thế Âm Bồ Tát, thỉnh cầu ông tổ phù hộ, thỉnh cầu ba ông phúc lộc thọ ban cho phước lành, thỉnh cầu cả bá quý nhân giúp đỡ. Và cuối cùng thỉnh cầu hoàng thiên hậu thổ ban nhiều phước lành. Trên tất cả, việc cúng kiến này không thể thoát khỏi nhân quả. Trước khi cầu xin thần Phật hay người khác, phải xem lại chính mình có cơ hội nhận được phước đó hay không. Nếu mai sau nhận được phước lành này thì có nhớ ơn, có trả lễ hay không. Khải Toàn kính chúc chư vị được nhiều phước lành, cúng kiến trong tâm thành.
Cúng ông bà gia tiên vào dịp cuối năm là văn hóa đẹp của người Việt để tưởng nhớ tri ân người quá cố của người ở cõi dương. Xính lễ theo mẫu hoặc như thế nào tùy tâm thành, khuyến nghị chư vị nên cúng chay giảm sát sanh. Đừng vì tế lễ ông bà hay thần linh mà lại sát sanh, phước không thêm mà nghiệp tội càng sâu nặng. Các bạn nên biết, việc báo ân với tổ tiên quý báu nhất của người còn sống chính là nghĩ thiện, nói thiện, làm lành tránh ác. Về xính lễ như thế nào tùy vào mỗi nhà mỗi vùng. Dù xính lễ có trang trọng thế nào cũng không quan trọng bằng tâm thành của người cúng. Người có tâm thành xính lễ đầy đủ, đó chính là cúng ít được nhiều. Ngày 23 tháng Chạp, cúng ông bà đi gặp gia tiên, ngày 30 rước ông bà về. Người có thờ phụng hoặc không có bàn thờ đều được gia hộ do tâm thành kính. Một anh diễn viên hỏi Khải Toàn, người lớn bảo không thờ và còn trẻ không nên cúng ông bà. Khải Toàn xin thưa, nếu một người có 5-7 người con, sau này cha mẹ qua đời, mỗi người con ở một nơi, người thờ phụng, người lại không thờ, không lẽ vì thế mà người cúng, người không cúng? Việc cúng kiến này là để tưởng nhớ, tri ân, dạy bảo con cháu, là nét đẹp văn hóa người Việt chúng ta. Cùng với chân ngôn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn là những lời lành. Thật lòng thì ông bà mình đã về cõi lành từ bao giờ, đã tái sinh từ bao giờ. Dù chúng ta có nhớ thế nào cũng không nên thường xuyên nhắc họ, để họ không vương vấn cõi trần. Nếu có nhớ chỉ nên để trong lòng, bàn thờ của gia tiên để tưởng nhớ, để dạy bảo con cháu, kể cho chúng nghe những nét đẹp truyền thống này. Việc tưởng nhớ người quá cố giá trị nhất, để họ an nghỉ an lòng nhất, chính là sống thiện, làm lành tránh ác, ngày ngày huân tập điều lành sẽ được ơn trên gia hộ. Có nên đốt giấy tiền vàng mã hay không? Người nói có, người bảo không. Có những người khuyên không nên đốt giấy tiền vàng mã cho ông bà hay cho các vị thần, vì đây là một sự lãng phí. Khải Toàn xin thưa lại chuyện này, vị tổ đã chỉ dạy, ngài không khuyến cũng không ngăn. Nếu ta ngăn chặn việc đốt giấy tiền này, khác nào ngăn đường tài lộc đến với người đã mất, vì trong lục đạo chúng sanh vẫn có cõi xài tiền. Vì vậy đốt giấy tiền vàng mã còn tùy vào điều kiện nơi ở, văn hóa mỗi vùng. Trên tất cả, việc này nên được sự đồng thuận của những người trong gia đạo, không ảnh hưởng đến hàng xóm, không đốt quá nhiều gây lãng phí, thì việc đốt giấy tiền này rất có ý nghĩa. Khi đã được sự đồng thuận của những người trong nhà, không ảnh hưởng đến ai khác, đã là quân bình phần dương trước khi cúng kiến cho phần âm. Quân bình được như thế, khi cúng kiến xính lễ lại không sát sanh, nếu có đốt thêm giấy tiền vừa phải, tất thảy đều là cúng kiến trong tâm thành. Dù ai có nói vào nói ra việc bạn đang làm, họ chỉ nói theo quan điểm riêng, không thêm hay bớt phước của chính bạn đã tạo. Tuy nhiên các bạn nên cân nhắc việc đốt quá nhiều đồ quý, ví dụ như nhà lầu, xe hơi. Việc này có thể khởi tâm tham luyến, cõi trần với người đã mất. Khải Toàn kính chúc các vị được nhiều phước lành, không sát sanh, cúng không sát sanh, cúng kiến trong tâm thành.